Nhân dịp Tết John Tân Nam Thơ Mây, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức đoàn đến thăm và chúc Tết tại một số cơ quan đơn vị tại Vương quốc Campuchia. Sáng nay, đoàn cán bộ của tỉnh Vĩnh Long do ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết John Tân Nam Thơ Mây tại đồn công an cửa khẩu quốc tế Phnom Penh, tỉnh Ta Keo, Vương quốc Campuchia. Ngài Đại tá Nhâm Sạc Ly, Phó đồn trưởng tiếp và làm việc với đoàn. Tham gia đoàn có Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị xã ủy, Thị xã Bình Minh. Tại buổi tiếp, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, thông tin về tình hình kinh tế xã hội, công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương, đồng thời gửi lời chúc Tết cổ truyền John Tân Nam Thơ Mây năm 2024 thật vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc đến Ngài Đại tá Nhâm Sạc Ly, Phó đồn trưởng đồn công an cửa khẩu quốc tế Phnom Penh, các sĩ quan, quân nhân và gia đình. Nhân dịp này, đoàn cán bộ tỉnh Vĩnh Long tặng nhiều phần quà đến lãnh đạo sĩ quan và quân nhân đồn công an cửa khẩu quốc tế Phnom Penh.